Thời đấy có một vị Bà La Môn cũng đã đi xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật, trở thành một vị tỳ kheo và chuyên tâm về pháp học. Thì vị đấy đã học thuộc lòng cả Tam Tạng Kinh Luật Luận một cách rất là nhanh chóng dễ dàng. Thì sau đó thì vị đó trở về, vị đó lập lên một cái tịnh xá của riêng mình và giảng dạy cái pháp học của mình. Và vị đó thâu nhận rất nhiều đệ tử, có khoảng 500 đệ tử cũng đến đấy xuất gia, trở thành những vị tỳ kheo và cũng tiếp nhận cái pháp học của vị đó. Thế là vị đó có 500 đệ tử cùng học thuộc lòng Tam Tạng Kinh. Thế cái thời ngày xưa mà học, cái trí nhớ của con người rất là cao. Lúc đấy chỉ cần nghe truyền tục, tức là chỉ học bằng truyền khẩu thôi mà người ta mà có thể học thuộc lòng được Tam Tạng Kinh rất là dễ dàng và rất nhiều. Các vị tỳ kheo thời đấy cũng học thuộc được Tam Tạng Kinh. Thì cái lúc này cái vị tỳ kheo này và tất cả những cái vị đệ tử của các vị ấy khi mà học thuộc lòng Tam Tạng Kinh thì có một cái ngộ nhận, nghĩ rằng là giáo pháp của Đức Phật chỉ có như thế thôi. Và các vị đấy nghĩ rằng mình học hết được cái tư tưởng của Đức Phật rồi thì mình cũng ngang bằng với Đức Phật. Và các vị đấy một thời gian rất là dài không đến yết kiến, đảnh lễ và nghe pháp từ nơi Đức Phật nữa. Và các vị ấy sống riêng biệt ở cái tịnh xá như vậy và có cái tâm ngã mạn, nghĩ rằng mình như thế đã làm xong cái phận sự sa môn rồi. Cho nên là một lần thì Đức Phật đã đi đến cái khu vực đấy, gặp các vị tỳ kheo đấy. Thì Đức Phật muốn phá vỡ những cái ngã mạn, những cái hiểu lầm của các cái vị mà mới chỉ có pháp học này, bằng cái cách Đức Phật gọi các vị đấy lại và thuyết cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản. Thì cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản này sau khi được thuyết giảng xong thì cả 500 vị tỳ kheo này không hiểu gì luôn, không hiểu. Và đây cũng là cái bài kinh đầu tiên sau khi mà thuyết giảng xong thì 500 vị tỳ kheo này không hoan hỉ, vì không lĩnh hội được, không tín thọ cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhưng đó cũng là một cái nguyên, có cũng là một cái nền tảng, một cái nhân duyên khiến cho các vị đấy dứt bỏ được cái lòng ngã mạn, dứt bỏ được cái kiêu mạn về cái pháp học của mình. Và sau đó ở vào một cái thời điểm khác, tại một cái ngôi đền Gotama, thì Đức Phật đã thuyết giảng một cái bài kinh cũng được gọi là cái bài kinh Gotama Cá. Thì sau khi nghe xong một cái bài kinh đó rất là ngắn thì cả 500 vị này đều chứng quả A-la-hán. Nếu mà các vị, nếu Đức Phật không giảng cái bài kinh này thì các vị đấy sẽ cứ giữ, cứ chấp thủ cái chi kiến sai lầm của mình, cho rằng mình học được như thế đã là cao thượng rồi, thì các vị đấy sẽ không thể chứng đắc được đạo quả. Cho nên là cái bài kinh này là khiến cho các vị ấy có pháp học bị dứt bỏ được cái lòng ngã mạn của mình. Và cũng chính vì vậy cho nên là cái nội dung của cái bài kinh này rất là thâm sâu, và người tu có pháp hành và chứng đắc thì sẽ liễu ngộ được. Vì cái thời đấy các vị đấy dù đã học thuộc lòng cả Tam Tạng, khi nghe bài pháp này cũng mơ hồ mà không hiểu được. Đấy là vì cái bài kinh này rất là thâm thúy và sâu sắc, toàn nói về những cái pháp chân đế là như vậy. Thì cũng qua cái nguyên nhân mà Đức Phật nói cái bài kinh này đấy, thì mình cũng sẽ thấy được cái giá trị của cái pháp hành và pháp học khác nhau như thế. Dù một người có học rất là nhiều nhưng nếu như mà không có sự thực hành thì đúng cái người đấy cũng chỉ giống như là muỗng. Hàng ngày giống như cái muỗng ấy, xúc canh nhưng mà không biết vị canh là gì. Còn cái người mà dù có học ít kinh điển đi chăng nữa nhưng mà có cái sự thực hành thì cái người đấy cũng giống được ví như là một cái lưỡi nếm vị canh. Thì ngay từ thời xưa, thời mà Đức Phật còn tại thế, cũng đã trong tăng đoàn của Đức Phật cũng đã có hai cái đường nối tu. Tức là có những người chuyên tâm về pháp học và có người chuyên tâm về pháp hành. Và những người chuyên tâm về pháp hành, về pháp học là cũng hay rơi vào cái sự ngã mạn và
Điều đó ngay từ thời Đức Phật cũng đã có. Ví dụ như là có một cái câu chuyện nói rằng có hai vị thiện gia nam tử là đôi bạn chí thân, sau khi mà rủ nhau đi xuất gia thì một cái vị thì chuyên tâm về pháp học, học thuộc lòng tam tạng và trở thành pháp sư, còn một vị chuyên tâm về pháp hành và vị đấy trở thành một vị thiền sư. Thì cái vị pháp sư vẫn sống ở kỳ viên tịnh xá và hàng ngày vị đấy giảng dạy về cái pháp học cho các vị tân tỳ kheo, còn cái vị thiền sư đấy thì ẩn sâu ở trong rừng núi và dạy về các cái pháp thực hành thiền chỉ quán cho các cái vị tỳ kheo tu tập sau. Thì các vị tỳ kheo lúc mới đầu tu tập thì đến thọ giáo với cái vị pháp sư, học về pháp học xong rồi lại đi vào trong rừng học về pháp hành với cái vị thiền sư này. Thì mỗi khi mà học xong cái pháp hành trở về kỳ viên tịnh xá thì vị thiền sư này mới nhắn cái lời là cho ta hỏi thăm đến cái người bạn là vị pháp sư đó của ta. Thì một thời gian sau thì cái người cái vị pháp sư này bắt đầu sinh ra một cái tâm cũng ghen tị, có cái tâm bất thiện khởi lên, nghĩ rằng là có cái vị thiền sư này có biết gì về các cái kinh điển mà Đức Phật nói đâu, vị ấy có biết về những cái kinh trường hàm trùng tụng hay là những cái kinh vị tằng hữu như thuyết vô bấn tự thuyết, các cái kinh mà Đức Phật nói thì vị đấy đâu có biết. Thì khi nào vị ấy về đây ta sẽ hỏi xem vị ấy có biết về những cái pháp mà Đức Phật dạy không. Rồi một thời gian sau thì cái vị thiền sư này cũng trở về tịnh xá đảnh lễ Đức Phật xong rồi cũng có ý là sẽ đi gặp cái người bạn của mình là vị pháp sư để vấn hỏi, để hỏi thăm. Thì lúc đấy Đức Phật biết được ý định của cái vị pháp sư kia và cũng biết rằng là nếu như mà để cho hai vị gặp nhau thì cái vị pháp sư kia sẽ tạo ra cái ác nghiệp, đó là dùng những cái lời nạn vấn cật vấn để chất vấn cái vị thiền sư này. Thì sau vì vị thiền sư này đã là bậc A-la-hán thì sau này vị đấy sẽ đọa vào địa ngục, cho nên Đức Phật cũng đã đi theo đến cái tịnh đến cái thất của cái vị pháp sư đó. Thì khi vị thiền sư vào thì Đức Phật cũng vào và các vị ấy mời Đức Phật ngồi. Thì lúc đấy Đức Phật mới hỏi hai vị đấy những cái câu hỏi đó là thế nào là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Thì những cái câu hỏi đấy thì chỉ có vị thiền sư mới trả lời được, vị pháp sư không trả lời được. Rồi Đức Phật lại hỏi đến cái sự chứng đắc của sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả, thì cũng chỉ vị thiền sư mới trả lời được, mà vị pháp sư thuộc lòng tam tạng không trả lời được. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói rằng dầu có nói nhiều kinh điển mà không hành pháp tùy pháp như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh, dầu nói ít kinh điển nhưng mà hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Thì ngay lúc đấy Đức Phật tán thán cái người thực hành pháp, chứ không tán thán cái người mà học nhiều pháp.